Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Chào anh em buổi tối ngày 12 tháng 10 anh em. Rồi hôm nay buổi tối hôm nay thì em lên cho anh em tầm khoảng 50 lô anh em. 50 lô ha. Rồi số lượng lô hôm nay thì hơi bị nhiều anh em. Cho nên đó là anh em nào mình thích lô nào thì mình hãy tua nhanh anh em. Tua nhanh để mình chọn chút nhanh chút lẹ anh em. Rồi hôm nay thì lên cho anh em những cái máy nhỏ lẻ ha. Rồi con Magu 32 hôm nay hạ giá anh em. Đại hạ giá luôn. Rồi Magu 32 không 1,8 triệu. Honda luôn anh em, TB là Komatsu, rồi Echo, Magu anh em, Komatsu ha, đủ thứ các loại luôn anh em. Rồi bên kho bên kia luôn anh em. Hôm nay thì em sẽ lên cho anh em là hai kho ha. Hai kho hai bên. Rồi, máy bên em là máy chưa dọn nổ anh em, máy chưa dọn nổ, giật hơi tốt, đủ đồ cho anh em. Đầu bò chén kẹp thì bao cho anh em đầy đủ ha. Hơi lửa ngon lành anh em. Hơi là em giật hơi tốt anh em chứ không có mở nòng mở bô qua coi nha anh em. Giật hơi tốt cho anh em. Rồi, tại vì bên em bán là hàng là đã là giá sỉ giá rẻ rồi anh em, bao cho anh em đủ đồ. Rồi phía trên là những cái hàng máy nhỏ lẻ anh em. Anh em nào chốt riêng chốt lẻ thì chọn những cái hàng phía trên giùm em ha. Rồi em vô con máy đầu tiên. Con máy đầu tiên là con này là con Magu 320 anh em. Con này cái áo nó màu đen ha. Áo màu đen anh em. Magu 320 nồng 38 ly ha, nồng 38 ly. Con số 1 1,8 triệu. Đầu bò chén kẹp đầy đủ luôn ha. Đầu bò chén kẹp đầy đủ anh em. Rồi lô số 2. Lô số 2 là hai con Sindewa. Sindewa 3 số anh em. Rồi lô số 2 thì hai cây 2 triệu anh em, hai cây 2 triệu. Tay lái của nó là tay lái tròn. Đầu bò chén kẹp thì đầy đủ luôn anh em, còn cái ổ cước zin luôn ha. Tặng kèm cho anh em luôn. Rồi lô này hai cây 2 triệu anh em, Sindewa 3 số. Con số 3. Con số 3 là con Genos Komatsu anh em. Con này thì còn bao đẹp cho anh em. Genos Komatsu con này là có đề anh em. Con này là có đề ha. Có vừa đề vừa giật luôn. 26cc nồng 34 ly. Rồi con số 3 này là 1,2 triệu. Tay lái dài. Đầu bò chén kẹp thì đầy đủ ha. Đầu bò chén kẹp đầy đủ cho anh em luôn. Rồi con số 3 anh em 1,2 triệu. Komatsu 26 có đề 1,2 triệu. Lô số 4 anh em. Lô số 4 là con Gobin chùa. Con Gobin chùa lớn. Con này là 321 anh em. Tay lái của nó là tay lái dài. Con số 4 1,5 triệu. NB321. Đầu bò chén kẹp thì đầy đủ cho anh em luôn. Con số 4 anh em 1,5 triệu ha. NB321. Con số 5 này là con Tanaka anh em. Tanaka này là Tanaka 281. Con này thì chế của nó là xài chế ga ngang anh em. Tay lái là tay lái dài. Rồi con số 5 này là 1,3 triệu. 1,3 triệu anh em. Đầu bò chén kẹp thì đầy đủ hết cho anh em luôn. Rồi lô số 5 anh em. Tanaka. Con này 1,3 triệu. Con số 6 là con này là con TU anh em. TU này là TU 26cc ha. Đây TU 26cc nồng 34 ly anh em. Tâm là tâm nhỏ, bố cung nhỏ. Con số 6 này là 1,6 triệu. Tay lái cũng là tay lái dài. Ga bóp zin luôn anh em. Rồi ga bóp zin luôn. Con số 6 1,6 triệu. Đầu bò chén kẹp thì đầy đủ luôn anh em. Đầy đủ cho anh em luôn. Con số 6 1,6 triệu ha. Con số 7. Lô số 7 anh em. Lô số 7 là hai con TU. Ủa hai con TB chứ. TB là TB tum g anh em. Chế của nó là chế ga ngang luôn, TB tum g. 1,3 triệu một cây, hai cây là 2,6 triệu, nồng 34 ly anh em. Lô số 7 hai cây 2,6 triệu. Tay lái của nó là tay lái dài luôn. Rồi đầu bò chén kẹp thì đầy đủ cho anh em luôn ha. Lô số 7 anh em. Hai cây 2,6 triệu. Mitsu TB. Rồi lô số 8 là hai con Honda anh em. Hai con Honda này là 1,9 triệu một cây ha. 1,9 triệu một cây anh em. Tum là tum gầy. Honda GX25 anh em. Tay lái của nó là tay lái dài. Đầu bò chén kẹp đầy đủ. Đầu bò chén kẹp đầy đủ luôn anh em. Thiếu cái đầu bò thì em lắp vô cho anh em đầy đủ ha. Rồi hai cây là 3,8 triệu anh em. 3,8 triệu ha. Rồi con này nó thiếu nắp bue anh em. Không có bù ha. Không có bù. Nắp xăng thì em sẽ bao cho anh em đầy đủ. Còn nắp bue thì không bù anh em. Rồi lô số 8. Hai cây 3,8 triệu. Tay lái là tay lái dài. Rồi lô số 9. Lô số 9 là hai con TB 23 anh em. TB 23 tum g luôn. Tay lái cũng là tay lái dài. Tay lái dài anh em. Đầu bò chén kẹp thì đầy đủ hết luôn. Lô số 9 anh em. Hai cây 2,4 triệu. Lô số 9. Tum là tum g anh em, tum g luôn ha. TB 23. Rồi tiếp theo anh em, tiếp theo là con số 10. Con số 10 là như máy thùng luôn anh em, bao đẹp bao mới cho anh em luôn. Con này là đẹp cực kỳ luôn anh em, như máy trong thùng. Con này là con Giobi anh em. Giobi dòng máy Komatsu ha.
Gilby dòng máy Komatsu 26cc anh em, nồng 34 ly. Con này thì cực kỳ đẹp, cực kỳ VIP cho anh em luôn. Số 10 anh em, 1,5 triệu. Đây Gilby dòng Komatsu anh em, BK2006. Rồi đầu bò chén kẹp thì đầy đủ cho anh em luôn. Lô số 10 anh em, 1,5 triệu. Lô số 11 là con TB anh em. Rồi con số 11 là con TB21 anh em. Đây TB21 nha. Rồi con số 11 này là 1 triệu anh em, 1 triệu. Tay ra bóp bóp cho nóng cần. Tay lái tròn anh em, tay lái tròn. Con số 11. 1 triệu anh em. Đây TB anh em, TB20 ha. Komatsu. Komatsu 26 nòng 34 ly. Còn đây là lô TB23 anh em, 1 triệu 2 một cây. Thiếu nắp xăng thì em sẽ gắn cho anh em đầy đủ ha. Honda là 1 triệu 9 cây anh em. Thiếu nắp xăng thì lắp vô cho anh em đầy đủ. Con này nó thiếu cái boe anh em. Rồi TB26 anh em. TB26 này 1 triệu 3 một cây. TU26 1 triệu 6. Tanaka Bell anh em, con này thì 281 ha, chế hai kim luôn. 1 triệu 3. NB321, con này 1 triệu rưỡi anh em. Rồi Komatsu có đề, xin đi qua 3 số. Magu anh em, 1,8 triệu, 320, nồng 38 ly. Rồi tiếp theo là lô số 12 anh em. Lô số 12 là Magu. Magu 20 anh em, lô này là Magu 20-22 ha. Rồi Magu 20-22. Tay lái của lô này là tay lái, có một cái tay lái tròn anh em, còn lại là tay lái dài. Đầu bò chén kẹp thì đầy đủ luôn anh em. Lô số 12, 6 cây 4,5 triệu. 750.000 cây anh em, số 12. 750.000 cây, 6 cây 4,5 triệu. Magu 20. Lô số 13 là lô Echo QX anh em. Echo QX 262 nòng 34 ly. Lô này thì là có hai cái tay lái tròn, còn lại là tay lái dài anh em. Còn lại là tay lái dài luôn. Đầu bò chén kẹp thì đầy đủ hết cho anh em luôn ha. Lô số 13 anh em. 5 cây 6,750. 6,750 anh em, 1,350 một cây ha. Echo QX. Echo QX 262 anh em, nòng 34 ly. Lô số 14 là Echo QX 261. Echo QX 2610 anh em. Lô này thì là nòng của nó là nòng 34 ly, chế hệ hai kim anh em, chế hệ hai kim. Rồi lô này là hai cây là 3 triệu anh em, hai cây 3 triệu ha. Tay lái của nó là tay lái dài hết luôn. Rồi đầu bò chén kẹp thì đầy đủ luôn anh em. Đầy đủ đầu bò chén kẹp cho anh em luôn ha. Rồi lô số 14, 2 cây 3 triệu. Echo QX nha anh em. 261. Nòng 34 ly. Mặt giật là mặt giật trợ lực hết luôn nha anh em, 1,5 triệu một cây. Còn đây là Echo 262. Echo 262 nha anh em, nòng 34 ly, 1,350 ha. Còn lô này là Magu 20 nha anh em. Magu 20 lô này 750.000 một cây. Tiếp theo là lô số 15. Lô số 15 là Komatsu 2000 nha anh em. Komatsu 2000. Lô này thì tay lái của nó là đặc biệt là tay lái tròn hết nha anh em. Tay lái tròn hết luôn. Rồi Komatsu 2000 5 cây. 5 cây 4,5 triệu nha anh em, 900.000 cây ha. 5 cây 4,5 triệu. Komatsu. Đầu bò chén kẹp đầy đủ anh em, thiếu đầu bò thì lắp cho anh em đầy đủ luôn ha. Lô số 15, 5 cây 4,5 triệu. Lô số 16 là lô này là lô Komatsu 26cc nòng 34 ly nha anh em. Cơm này là cơm tum gầy ha. Cơm này tôm cơ, cơm tôm gầy anh em. Tay lái của nó là tay lái dài hết luôn. Rồi đầu bò chén kẹp đầy đủ. Lô số 16. 2 cây 2,8 triệu. 1,4 triệu một cây anh em. 1,4 triệu một cây. Lô số 16. Lô số 17 là lô này là lô Mitsu anh em. Mitsu này là Mitsu TL23. Lô này tổng cộng 4 cây anh em, TL23 ha. 1,150 triệu một cây anh em, 1,150 triệu một cây. Tay lái lô này thì có một cái tay lái tròn, còn lại là tay lái dài hết. Đầu bò chén kẹp đầy đủ luôn. Lô số 17 anh em, 2 cây 4,6 triệu, 1,150 triệu một cây anh em, Mitsu TL23. Lô số 18 là hai con Magu. Magu này là Magu 26 anh em, nòng 34 ly. Lô số 18, 2 cây 2,5 triệu anh em. 2 cây 2,5 triệu nha. Ê, lô này bán rồi. Echo 230 nè.
Ừ. Rồi lô này là lô số 19 anh em, lô này em bán rồi ha. Rồi tiếp theo là lô số 20. Lô số 20 là Echo 260. Echo 260 anh em, nồng 34 ly ha. Lô này, lô này là 1.350.000 một cây anh em, 1.350.000 một cây ha. Rồi lô này tay lái của nó là tay lái tròn không anh em, tay lái tròn không ha. Rồi lô này thì em sẽ tặng cho anh em tay lái dài mới anh em. Anh em nào chốt thì em sẽ tặng cho anh em tay lái dài mới. Echo 260 anh em, tặng tay lái dài mới. Đầu bò chén kẹp thì đầy đủ luôn ha. Con cây cần này làm như đột biến anh em ơi, dài, dài thòn luôn. Rồi lô này thì 4 cây anh em, 5.4 triệu, 1.350.000 một cây ha. 4 cây 5.4 triệu, lô số 20. Lô số 21 là cơm Mitsu G2KC anh em. Lô số 21 là cơm Mitsu G2KC. Rồi lô này thì 3 cái tay lái tròn, 750.000 cây, 3 cây là 2.250.000 ha. Cơm Mitsu G2KC. Rồi đầu bò chén kẹp đầy đủ anh em, lô số 21 3 cây 2.250.000 anh em. Lô số 22 là Mitsu TL20. Mitsu TL20 anh em. Rồi lô này thì 850.000 một cây anh em. Lô này thì em đại hạ giá cho anh em luôn ha. Hạ giá cho anh em luôn, 850.000 một cây anh em. 6 cây 5.1 triệu ha. Rồi hôm nay thì em sẽ giảm giá sâu cho anh em luôn ha. Mấy cái lô này em giảm giá cho anh em luôn, 850.000 cây anh em, 6 cây 5.1 triệu. Mitsu TL20, tay lái dài anh em. Tay lái dài luôn ha. 6 cây 5.1 triệu. Đầu bò chiến kẹp đầy đủ anh em. Rồi lô này là lô số 23. 23 là lô này là lô Magu 26cc tum gời anh em. Lô này tum gời hết ha. Rồi lô này tum gời anh em, Magu 26cc nồng 34 ly. Rồi có con này cái tum nó bị chốc nước sơn anh em, về thì anh em mình chà ra cho nó ra màu trắng gì luôn anh em. Mình chà ra thì nó ra màu trắng luôn ha. Rồi lô này thì Magu 26 tum gời anh em. Tay lái lô này thì em sẽ tặng cho anh em tay lái dài hết luôn ha, tay lái dài hết luôn. Rồi đầu bò chén kẹp đầy đủ anh em. Lô này tổng cộng là 8 cây 10 triệu, 1.250.000 một cây ha. Magu, ủa lô này là lô 23 anh em. Magu 26 gời. Rồi lô này 8 cây 10 triệu. Lô số 23. Đây Magu 26 tum gời anh em, 26 tum gời hết luôn ha. Lô này 1.250.000 một cây anh em. Còn đây là Mitsu TL20. Lô này 850.000 một cây. G2KC anh em, 750.000 một cây. Còn đây là Echo 260. Echo 260 anh em, 1.350.000 một cây ha. Tiếp theo là lô số 24. Lô số 24. Lô này là Gobin Gabit anh em, 26cc ha, 900.000 cây anh em. 6 cây 5.4 triệu. Rồi lô này giảm giá cho anh em luôn. Rồi lô này tay lái có hai tay lái tròn anh em, còn lại là tay lái dài. Đầu bò chén kẹp đầy đủ luôn ha. Lô số 24, 56 cây 9 triệu, 6 cây 5.4 triệu anh em, 900.000 cây. Rồi lô số 25. Lô số 25 thì là lô này thì là Mitsu TG2425 anh em, Mitsu TG2425 ha. Rồi lô này giảm giá cho anh em luôn, 750.000 cây anh em. 7 cây là 5.250.000 ha. Tay lái thì có 1, 2, 2 cái tay lái tròn anh em, còn lại là tay lái dài. Rồi đầu bò chén kẹp đầy đủ luôn ha. Rồi lô này giảm giá cho anh em 750.000 một cây anh em. 7 cây là 5.250.000 ha. TG 2425 anh em, 750.000 cây. Lô số 25. Rồi lô số 26 anh em. Lô số 26 là lô này là lô Magu 23. Magu 23 anh em, tay lái của nó là tay lái dài luôn ha. Rồi đầu bò chén kẹp đầy đủ. Lô số 26, 4 cây 3.4 triệu, 850.000 cây. 4 cây 3.4 triệu anh em, Magu 23. Ê Magu 23 anh em, 850.000 cây. Rồi đây là TG 2425. TG 2425 anh em, lô này 750.000 cây ha. Rồi lô này là lô Gobin Gabit 900.000 cây anh em, 26cc nồng 34 ly hết luôn. Rồi tiếp theo thì em qua bên kia anh em. Rồi tiếp theo là lô số 27 anh em. Lô số 27 là Echo 209 ha. Lô này thì 700.000 một cây, 3 cây 2.1 triệu anh em. Echo 209. Rồi lô này thì em sẽ tặng cho anh em tay lái dài hết luôn ha. Tặng tay lái dài anh em. Đầu bò chén kẹp đầy đủ luôn.
Rồi Echo 209 nha anh em. Lô này 3 cây 2,1 triệu. Lô số 28. Lô số 28 là single anh em. Single này là single này có con 23. Rồi lô này single 23 26 anh em. Lô này có con 23 ha, có con 23 thì em sẽ bớt cho anh em 100.000 ha. Rồi lô này 3 cây 2,7 triệu, bớt cho anh em 100.000, còn lại 2,6 triệu anh em. Single. Rồi tay lái của nó là ba cái tay lái dài. Đầu bò chén kẹt thì đầy đủ hết cho anh em luôn ha. Đầu bò chén kẹt đầy đủ luôn. Lô số 28 anh em. 3 cây 2,7 triệu. Rồi lô số 29. Lô số 29 là Echo 240 anh em, nòng 34 ly ha. Nòng 34 ly. Lô này thì tay lái của nó là ba cái tay lái tròn, còn lại là tay lái dài luôn. Echo 240 anh em. Rồi đầu bò chén kẹp thì đầy đủ hết cho anh em luôn. Đầu bò chén kẹp đầy đủ anh em. Echo 240. Lô này 8 cây anh em, 6,8 triệu. 850.000 cây anh em. Echo 240. Lô này thì chế hệ hai kim là em thấy 1 ha. 2 3 4 1 2 3 4 5. Rồi lô này là 5 con chế hệ hai kim anh em, còn lại là 3 cây là chế bê tông ga ha. Rồi 850.000 cây anh em. Tay lái của nó là coi 1 2 3 4 cái tay lái tròn anh em, còn lại là tay lái dài. Rồi 850.000 cây. Lô số 29. Lô này là lô số 30 anh em. Lô số 30 là lô này là Mitsu T100. Mitsu T100 anh em. T100 và T110 luôn ha. Lô này tay lái của nó là tay lái tròn, 3 cây 5 triệu. 3 cây 1,5 triệu anh em, 500.000 cây ha. 3 cây 1,5 triệu. Rồi đầu bò chén kẹp thì đầy đủ hết cho anh em luôn. Lô số 30 anh em. 3 cây 1,5 triệu, 500.000 một cây. À em quên quay cái mặt trước của máy ha. Echo 240 anh em, lô này 850.000 cây. Còn đây là single anh em. Single ha. Còn Echo 209. Rồi lô số 31 là lô này là lô Mitsu TL23 anh em. TL23. Lô này 3 cây 1,250 một cây. 3 cây là 3,450 anh em. TL23. Tay lái của nó là hai tay lái dài, một cái tay lái tròn anh em. Cái này nó bị xì dính dính nhớt dính sình ha, về mình vệ sinh đồ gan anh em. Lô số 31. Rồi đầu bò chén kẹp đầy đủ luôn. Lô số 32. Lô số 32 là Austin nha anh em. Austin này là Austin 21, 22, 23, 24 anh em. 21, 22, 23, 24. Đầu bò chén kẹp đầy đủ hết luôn. Rồi lô này thì Austin nha anh em. 5 cây 3,750, 750.000 cây ha. Lô số 32 Austin nha anh em. Tay lái của lô này là 3 cái tay lái tròn, 2 tay lái dài. Lô số 32 750.000 cây, 5 cây 3,750. Mitsu T100. Đây là 23 anh em. Mitsu ở này là ớt tin ha. Ớt tin 24 hay là 22 24. Rồi tiếp theo là lô số 33 anh em. Lô số 33 ha. Tiếp theo là lô số 33. Lô số 33 này là lô Echo 2 Echo trắng anh em. Lô này 750.000 một cây ha. Lô này 9 cây anh em, 6,750. 750.000 cây anh em. Echo trắng. Echo trắng này thì nồng 32 ly hết nha anh em. Tay lái của nó là có một cái tay lái tròn. Tem mát đầy đủ luôn ha. Đầu bò chén kẹp đầy đủ luôn nha anh em. Lô này 9 cây. 6,750 ha, 750.000 cây. Echo trắng nha anh em. Lô số 33. Có 34. Rồi lô số 35 nha anh em. Lô số 35. Rồi chỗ em đang mưa nha anh em, chỗ em đang mưa ha. Nãy nó bị sức cái máng xối này mà cho nên nước nó dột vô nhà, ướt nhẹp hết trơn. Rồi lô này là lô số 35 nha anh em. Tanaka chữ A.
5 cây 3 triệu rưỡi, 5 cây 3 triệu rưỡi nha nè, tay này cài chữ ga. Tay lái của nó là tay lái dài luôn. Tay lái dài nha nè, đầu bò chén kẹp đầy đủ ha. Lô số 35, 5 cây 3 triệu rưỡi, Tanaka chữ A. Lô số 36 là hai con Tanaka 3400 nha. 36 là hai con Tanaka 3400 ha. Tay lái của nó là tay lái dài hết luôn nha anh em. Đầu bò chén kẹp đầy đủ luôn ha. Lô số 36, 2 cây 2.8. 2 cây 2.8 anh em, 1.4 một cây. Tanaka 3400. Đây Tanaka 3400 anh em, 1.4 một cây. Tanaka chữ A, lô này 700.000 cây anh em, 700.000 cây ha. Còn lô này là lô Echo trắng anh em, Echo trắng 750.000. Tiếp theo là lô số 37. Lô số 37 anh em. Lô số 37 là lô này là lô Shindewa 240 nè, 250 và 260 anh em. Shindewa short ha. Lô này tay lái của nó là hai cái tay lái dài, một cái tay lái tròn. Đầu bò chén kẹp đầy đủ luôn nha anh em, lô số 37. 3 cây 3.8, 3 cây 3.8 anh em, lô số 37. Xin đi qua. Lô số 38 là lô Echo. Echo này là Echo xanh nha anh em, Echo xanh Echo tím ha. Lô này thì hai con 22, ba con 22 luôn. 26 thì hai cây. Rồi lô này là bốn con 22 và hai con 26 anh em, Echo xanh. Con còn nhiều bi màu vàng. Rồi 800.000 cây, 6 cây 4.8 anh em, lô số 38. Lô số 39 là lô này là Tanaka vượt sao anh em. Rồi Tanaka vượt sao, lô này 550.000 cây anh em, 550.000 cây ha. Tay lái của nó là tay lái dài hết luôn. Đầu bò chén kẹp đây là đầy đủ ha. Lô số 39, 5 cây 2.750, 550.000 cây anh em, 550.000 cây. Tanaka vượt sao. Lô số 40 là lô Echo Kiwis nha anh em. Echo Kiwis này là lô này là Kiwis 2003 2310, chế của nó là chế ga ngang hai kim nha anh em. Tay lái thì là một tròn một dài. Đầu bò chén kẹp đầy đủ luôn ha. Lô số 40, 2 cây 2.2 nha anh em, 1.1 một cây ha. 2 cây 2.2, 1.1 một cây. Lô số 41 là lô này là lô Mitsu TB nha anh em. TB này là TB 23 ha. Đây TB là TB 23 nha anh em. Tay lái là hai tay lái dài, một cái tay lái tròn. Đầu bò chén kẹp đầy đủ luôn anh em, hơi lửa ngon lành ha. Lô này thì 4 cây anh em, 4 cây là nó 4.6, 1.150 một cây. Mitsu TB. TB này là TB 23 24 nha anh em. Rồi lô này 1.150 cây ha. Còn đây là Echo Kiwis. Echo Kiwis 231. Tanaka giật sao anh em, Tanaka giật sao ha. Còn đây là Echo xanh. Echo xanh. Còn đây là Shindewa short 240 250 260 nha anh em. Rồi tiếp theo là lô số 42. Lô số 42 là lô này là lô Echo anh em. Echo này là Echo 230 ha. Echo này là Echo 230 231 anh em. Ủa Echo 20 chứ. Echo này là Echo 200. Echo 200 Echo 22 anh em. Lô này 6 cây 5.4. 9 cây 5.4, 600.000 một cây ha, Echo 200. 600.000 cây anh em, 9 cây là 5.4. Tay lái lô này là có hai tay lái tròn anh em. Có gà bóp zin sừng sò luôn nè. Tay lái dài đa số anh em có hai cái tay lái tròn. Rồi đầu bò chén kẹp đầy đủ luôn. Lô số 42 anh em, 9 cây 5.4. Lô số 43 là lô Gilby Zenos. Gilby Zenos anh em. Lô này thì là Gilby 23cc nòng 32 ly. Tay lái thì là hai tay lái dài và hai tay lái tròn anh em. Đầu bò chén kẹp đầy đủ luôn ha. Lô này 750.000 cây, 4 cây 3 triệu anh em. 4 cây 3 triệu. Lô số 44 là lô TGX. TGX 24 anh em. Lô này là nó xài chế là chế ga ngang hết luôn ha, chế ga ngang luôn anh em. Rồi TG24 tum liền, tay lái là hai tay lái dài, một tay lái tròn. Đầu bò chén kẹp đầy đủ luôn. Lô này 900.000 cây anh em, 3 cây 2.7 ha. Chế hệ hai kim luôn anh em. Áo bô bị bể thì em sẽ đổi cho anh em áo bô khác. Lô số 43 là Echo 251, 253.
Echo 251, 253 anh em. Rồi lô này thì ta lấy dài hết luôn, đầu bò chén kẹt đầy đủ luôn cho anh em. Lô số 45, 2 cây 1 triệu 7 anh em, 850 một cây ha. Lô số 45. Echo anh em. TG ha, TG 24. Áo bô nó bể thì em sẽ đổi cho anh em áo bô khác ha. Rồi Gilby 23. Echo 200 anh em. Rồi anh em nào chốt máy thì gọi trực tiếp vào số điện thoại của em là 0946 626585 anh em. Rồi xin chào tất cả anh em.